xin được giới thiệu đến với quý vị một cặp động thạch anh tím đã được lên đế. Đây là một cặp được cắt ra từ một viên thạch anh tím, là cặp song sinh. Các hình thể của anh tím này. Viên này các tinh thể trong nó khá đẹp, ra gương tốt. Quay chi tiết. Cái này thì camera nó không thể hiện rõ, chứ ở ngoài nó đẹp hơn nhiều. Anh tím. Hai viên này thì nó đều có chiều cao bằng nhau. Chiều cao của đá từ trên đỉnh xuống đến mặt đế là 26 cm. Quay một vòng này. Phía sau này thì đã được phủ một lớp xi và sơn này. Đã phủ một lớp xi măng và sơn lên. Về phía sau hai bên, đây là cái lớp xi măng mỏng được phủ nhẹ lên trên phía đá để bảo vệ cái hốc này và được sơn đen. Có một ít xi măng. Song sinh rất chi là đẹp. Viên này thì có khối lượng nặng là 4,8 kg, mã là A18. Viên này nặng 4,45 kg, mã là C22. Cam kết là hàng thạch anh tím chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Đây là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, nhập khẩu từ Brazil. Và hiện cái hàng thạch anh tím này thì tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá bán là 800.000 đồng một cân. 800.000 đồng một cân. Đó là giá khi chúng ta mua cả cặp. Còn nếu chúng ta mua lẻ từng viên một thì tôi bán là thêm 50.000 nữa, là 850.000 một cân. Đối với khi khách hàng mua lẻ từng viên một. Vì đây nó là một cặp cho nên là khi mà xé lẻ ra bán thì nó sẽ rất khó bán viên còn lại. Quý vị nào mà muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship toàn quốc. Nếu mà thu hộ thì chịu giúp khi ship cho tôi. Ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ gửi đến cho mọi người. Hàng ngày kênh luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy đến với quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.